Lòng thành mới ân cần các phận hiền toàn thân Nam Mô Hường Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hường Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hường Vân Cái Bồ Tát mai hai tạng. Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp
Phật nơi thành vương xa cùng chúng đại tỳ kheo. Một muôn hai nghìn người có hội trang vị đó đều là bận lan căn lầu đã em không còn phiền não biến lời mình đã xong dứt sự ràng trịch trong các cõi tâm đường tự tại. Tên của các vị đó là A Nhã Kiều Trần Như Ma Ca Diếp Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp Già Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp Xá Lời Phấn Đài Mùng Kiền Liên Ma Ha Ca Chiến Viên A Nô Lâu Đà Kiếp Tân Na Kiều Phạm Ba Đề Bà Đa Tất Lắng Giá Bà Ta Bạn Tố La Mà Khó Y La Na Đà Tôn Đà La Nàng Đà Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tần Chú Bồ Đề A Nan La Hồ La Vân Vân. Đó là những vị đại A La hàng tri thức của chúng lại có bần hữu hồng và vô hồng hai nghìn người. Bà Tỳ Kheo Ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề cùng với khuyên thua sáu nghìn người câu hỏi mẹ của La Hầu La là Bà Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La cùng với khuyên thua câu hỏi bừng đại Bồ Tát Pháp muôn người đều không thôi chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều chứng được Pháp Đà La Ni nhạo thuyết biện tài chuyển nói Pháp Luân bằng thôi truyền từng cung dường vô lượng trăm nghìn chư phân ở các nơi đứng phân trồng các cội công đức thương đưa các phận khen người dùng đứng từ để tu thân kéo chân trí tuệ của phận thông đà đại trí đến nơi bờ kia danh đoàn ca vô lượng thế giới có thể đồ vô số trăm nghìn chúng sanh tên của các vị đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đất Đại Thế Bồ Tát Thường Tinh Tăng Bồ Tát Bấn Ngưu Bồ Tát Bương Sương Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Giống Thi Bồ Tát Bửu Nguyệt Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Mãn Nguyệt Bồ Tát Đại Lần Bồ Tát Vô Lượng Lực Bồ Tát Địa Tam Giới Bồ Tát Bát Đà Bà La Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Bưu Tích Bồ Tát Đạo Sư Bồ Tát vân vân các vị đại Bồ Tát như thể tam muôn người câu hồi. Lúc bây giờ tính đề hoàng như cùng quyên thuộc hai muôn vị thiên tử câu hồi lại có minh nguyệt thiên tử phố hương thiên tử bửu quang thiên tử bốn vị đại thiên vương cùng với quyên thuộc một muôn thiên tử câu hồi. Tự tài thiên tử đại tự tài thiên tử cùng với quyến thuộc ma vàng thiên tử câu hồi chú coi ta bà phạm thiên vương thi thi đại phạm quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hồi. Có tám vị Long Vương Nan Đà Long Vương Bạc Đằng Đà Long Vương Xá Già La Long Vương Hòa Tô Các Long Vương Đức Xoa Ca Long Vương A
Bà Đạt Ma Long Vương Ma Na Tư Long Vương Ưu Bán La Long Vương vân vân. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc cầu hỏi có bốn vị Cẩn Na La Vương Pháp Cẩn Na La Vương Diệu Pháp Cẩn Na La Vương Đại Pháp Cẩn Na La Vương Trì Pháp Cẩn Na La Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc cầu hỏi có bốn vị Càng Khác Ba Vương Nhà, Càng Khác Ba Vương Nhà Âm, Càng Khác Ba Vương Mỹ, Càng Khác Ba Vương Mỹ Âm, Càng Khác Ba Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hồi có bốn vị A Tu La Vương Bà Trị A Tu La Vương Già La Kiên Đa A Tu Tỳ Ma Chân Đa La A Tu La Vương La Hầu A Tu La Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hội có bốn vị Ca Lâu La Vương Đại Uy Đức Ca Lâu La Vương Đại Thân Ca Lâu La Vương Đại Mạn Ca Lâu La Vương Như Ý Ca Lâu La Vương. Đều cùng bao nhiêu quyến thua câu hỏi Bùa Ha Xà Thế Con Bà Vi Đề Hi. Cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hỏi cả chúng đều lễ chân quan lui ngồi một phía luôn. Bây giờ đừng Thế Tôn hàng tư chúng vây quanh cúng dường cùng kính người khen tôn trọng vì các vị Bồ Tát Ma nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giao Bồ Tát Pháp Phần Sơ Hồ Niệm. Nói kinh này xong Đức Phật ngồi xem bàn nhắm vào chánh định Vô Lượng Nghĩa cứ thân và tâm của Phật đều không lại động. Khi đó trời mưa hoa Mạn Đà La Hoa Ma Mạn Đà La Hoa Mạn Thù Sang Hoa Ma Mạn Thù Sa Đề Đại Trên Đức Phật cùng hàng đại chúng cõi phần sáu điều vang đông lung. Bây giờ trong chúng hồi cả hàng tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ trời đồng gia thân ngàn tháng bà A Tu La Ca Lô La Cẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân và ca vị tiểu vương cùng truyền luân thánh vương. Cảm đại chúng ấy đều đưa thấy việc chưa từng có vui mừng chắp tay môn lòng nhìn phần. Bây giờ đứng Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chẳng mài phóng ra luôn hào qua chiêu căn ca mồ muôn tám nghìn hỏi cơ phương đông dưới thời chiêu đến địa ngục A Tỳ trên chúa thấu trời sáng cứu cánh chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh. Ở các cõi kia lại thấy Ca Đức Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đấng Phật ấy nói cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ những người tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị Đại Bồ Tát dùng các môn nhân duyên các lòng tin giải các loài tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát. Lại thấy Ca Đức Phật nhập niết bàn. Lại thấy sau khi Ca Đức Phật nhập niết bàn đem ra lời của Phật mà dẫn ra bằng bãi bao. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng
Đức Phật đứng nhập chánh định. Việc biến hiện như không thể nghĩ bàn này nên nói ai ai đám nữa ngài lại nghĩ ông Phá Phương Tử Văn Thù Sư lời này đã từng gần gũi cung vàng vô lượng ca đức phần đời qua cứ chắc đã thấy tướng hiểu này. Ta này nên nói ông lùng đô hăng kỳ kéo tề kéo nê cần sở nam cần sở nữ và cán trời đồng quỷ thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần không sáng chói của Đức Phật hiền đây nay nên hỏi ai bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình. Ngài lại thế tam niệm của bốn chúng tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và của ca chúng hỏi trời đồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lại rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lãnh thần thông này. Phật phong ánh sáng lớn soi khắp một muôn tháng nhìn coi ở phương đông đều thấy coi nước ca nhìn của ca đứng phần khi đó ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên dùng kệ hỏi rằng ngài Văn Thù Chư Lai Đức Đạo Sư Cơ Chi Long trăng giữa chàng mài phong anh sang cắm soi trời mưa hoa mang đà cùng hoa mang tù xa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đất đều yên tình. Mà trong thế giới này sao điều vang động lên bấy giờ bốn bộ chúng thay đều rất vui mừng thân cùng ý thơ thái được việc chưa từng có ánh sáng giữa chẳng mài soi suốt thẳng phương đông. Một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sân vàng từ địa ngục ngã tỳ trên đến trời ưu đành trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến niềm hiền lành cùng giữ thủ bao có con sông. Tại đây đều thấy đó lại thấy các đấng Phật đấng thân cho sư tử diện nói các kinh điển nhiệm màu bậc thứ nhớ tiếng của ngài thanh tịnh giọng nói ra em dịu dày bao các Bồ Tát vô số ức muôn người. Tiếng phàm âm tâm nhiều phiên người đều ưa nghe các phân ở cõi mình mà giảng nói chính là phàm dụng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dù đề soi rõ phần phàm mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ nhàm lìa và bệnh chết phân về nói niết bàn để dứt các hằng khổ. Nếu là người có phước đã từng cúng dường Phật chỉ cầu pháp thù thắng vì nói hành duyên gian. Nếu lại có phần tử tu tập các công hạnh để cầu tuệ vô thượng phần vì nói tình đạo ngài Văn Thù Sư lại tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nghìn ứng việc ta thấy rất là nhiều như thế. Này trẻ lượng nói ra tôi thấy ở cõi kia có hàng xa Bồ Tát dùng càng món nhân duyên mà cầu chứng phân đạo hoằng có vị bố thí vàng ba ngọc sang hố chân châu ngọc như ý ngọc ta cừ mã nào. Kim cương ta chân bơ cùng tôi ta sẽ cổ kiểu can chừng cho bao vui
về đem bố thí hồi hướng về phần đạo nguyện được chứng thừa bậc nhân của ba cõi cá phần hằng khen người hoặc có vị bồ tát. Xe tứ mà xe báo bao lớn che tán đẹp trao chia dùng bồ thí lại thấy có bồ tát bồ thí cả vợ con thân thịt cùng tay chân để cầu vô thường đạo lại thấy có bồ tát đầu mất và thân thế đều ưa vui thí cho đệ cầu chí dưới phần ngài văn thù chứ lại ta thấy ca quán vương qua đến cho của phần thưa hỏi đạo vô thường bèn bỏ nữa vui về cũng điện cả thân thiên cao trần cao lần tống mà mặn y pha phong hoàng lại thấy bồ tát mà hiện làm tỳ kheo một mình ở văn về vui tụng kinh điển cũng thấy có bồ tát giống mạnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn suy xem mỗi phần đạo và thấy bậc lý vô thường ở cho không nhà sâu tô các thuyền định đường năm món thần thông và thấy gì bồ tát chấp tay chỗ thuyền định dùng nghìn muôn bài kể khen ngợi các pháp vương lại thấy có bồ tát trí cao chỉ bền chẳng ai hỏi ca đức phật nghe rồi đều thu trì lại thấy hàng phật tứ định tuệ trọn đầy đủ dùng vô lượng thí vô vì chúng mà giang pháp vui vừa nói ca pháp dạy báo ca bồ tát phá dẹp chúng minh ma mà đánh rền trong pháp cùng thấy vì bồ tát văn bạc yên lặng ngồi trời rồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có bồ tát ở rừng phóng hào quang cứ gò chốn địa ngục khiến đều vào phân đạo lại thấy hàng phật tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng thiên năng cầu phần đạo cũng thấy đủ giới đức uy nghi không thiếu sót lòng sạch như bửu châu đề cầu chứng văn đạo và thấy hàng phật tử trù vào sức nhẫn nhục bị kẻ tăng thương màng mắng rùa cùng đảnh đầm thấy đều hay nhân đưa để cầu chứng phần đạo lại thấy có bồ tát xa rời sự chơi cười và khuyên thổ ngũ thi ưu gần gũi người trí chuyên tâm trừ loạn đồng nhiệm niềm ở núi rừng trai ân nghìn muôn năm để cầu được phần đạo lại thấy vị bồ tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món khôn thân đem cung phật và tăng áo tôm đồ thường phục giá đang đến nghìn muôn hoặc là vô giá y đem cung phật và tăng dùng nghìn muôn ức thứ nhà báo bằng chiên đàn các giường nằm tốt đẹp để cúng phật cùng tăng rừng vườn ra thanh tình bông trái đều chân xe xuôi chạy cùng áo tăng cung cho phật và tăng cung thi như thế đó các đồ cung tốt đẹp vui vẻ không hề nhàm để cầu đạo vô thương lai có vị bồ tát và nói hoa kinh nhiều dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh hoàng thái vì bồ tát quán xa ca pháp tịnh đều không có hai thứ cũng như khoảng hư không lại thấy hàng phần tử tâm công chỗ mê đắm dùng món diệu tới này mà cầu đạo vô thường
Ngài Văn Thù Sư lời lại có vị Bồ Tát sau khi phần diệu độ cũng dàn xa lời phần lại thấy hàng Phật tử xây dựng ca tham nếu nhiều vô số hằng xa nghiêm sức cấp còi nương. Bửu tháp rắn cao đẹp đèo năm nghìn gió tuần bề ngang rồng tới nhau đèo hai nghìn gió tuần trong mỗi môi tam miếu đều có nghìn tràng phan màn châu xem ta có chiến linh báo hòa treo cán vì trời rồng thân. Người cùng với vị nhân hương hoa cùng ký nhà thường đem đến cung gian ngài Văn Thù Sư lại các hàng Phật tử kia vì cung vàng xá lại nên chàng chứng tham nhiễu cõi quân giới tự nhiên thù đặc rất tốn đẹp. Như cây thiên thụ vương hoa kia đang khoe nở phần phóng mộ luồng sáng ta cũng cả chúng hồi thấy nơi cõi nước này ca xưa rất tốn đẹp thần lực của chư phần. Thì tuệ đều hy hữu phóng một luồng tỉnh quang soi thắm vô lượng cõi chúng ta thấy điểm này được điều chưa từng có xin Phật Tứ Văn Thù giải quyết lòng chúng nghi bốn chúng đều mong ngóng nhìn ngài và nhìn ta đứng thế con cử chi phóng ánh quang minh này Phật Tứ phải tài đáng quyết nghi cho chúng mừng có những lời ấn gì đừng Phật phóng quang này khi Phật ngồi đau tràng. Chừng được quá tâm nhiều về muôn loài văn đó ai là sẽ có tiếng bài ca coi phẩm ca bao sầm trang nghiêm cùng thầy ca đức phần đây không phải ca nhỏ ngài Văn Thù nên biến. Bồn chúng và long thân nhìn xem ngài đó mong sẽ nói những gì lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư lại nói với ngài Di Lăng Đại Bồ Tát cũng cán vị đại sĩ các thiện nam tử như chỗ ta chắc nghĩ thời nay đức bằng thế tôn muốn nói phạm lớn. Mưa pha phủ lớn thôi pháp loa lớn đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn các thiền nam tử ta cần ở nơi ca đinh phân đời qua cứ thấy điềm lạnh này phân kia phóng hào quang đó rồi liền ngồi pháp lớn. Cho nên chẳng ai biết rằng hôm nay được Phật hiện hạ quan cũng lại như vậy Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tăng cả trong đời khó tin theo cho nên hiện điềm lành này. Cả thiền nam tử như vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm về trước bây giờ có đức Phật hiểu nhận nguyện đăng mình như lai ân cung chinh biến tri minh hạnh túng thiền về thế gian giải vô thường trì. Điều ngờ trường phu thiên nhân sơ phần thế con nhiên nói trên pháp ban đầu giữa rốt sao ba chẳng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lại lê kéo mâu thuần một không tam đầy đủ cả tướng phàm hạnh thanh bạch. Phần vì người cầu đạo thánh văn nói pháp tư để thoát khỏi trăm già bệnh chết tư cánh niên bàn vì hàng cầu quá duyên giác nói pháp mười hai nhân duyên vì hàng bồ tát nói sau pháp ba la mật làm cho chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh gia tâm bậc nhờ phía chung trí
kế lại có đấng Phật cũng hiểu nhận nguyện đăng minh, lại có đấng Phật cũng hiểu nhận nguyện đăng minh như thế đến hai muôn đức Phật đều đồng một thân. Hiểu nhờ nguyện đăng minh lại cùng đồng một họ, họ phá la đòa di lạc nên biết được Phật chứ được Phật sao đều đồng một tên. Hiểu nhật nguyện đăng minh đầy đủ mười hiệu, những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành. Đừng và rõ sao cả lúc chưa xuân gia tòa tam vị vương tử, người thứ nhất tên hữu y, thứ hai tên thiện y, thứ ba tên vô lượng y, thứ tư tên bửu y, thứ năm tên tăng y, thứ sáu tên trừ nghi y, thứ bảy tên hương y, thứ tám tên phạm y. Tam vị vương tử đó có uy đức từ nay đều lãnh trì bốn châu thiên hạ, nghe vua cha sớm gia chứng đạo vô thượng, chính đàn chính giáng đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo. Pháp tâm đại thừa thường tu hành thân tinh đều làm bằng phàm sư thoa trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đứa khóa quân trồng cá cội lăng đứng phần nhận nguyện đăng minh lũng đọa nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa sư gia bồ tát pháp qua phần sơ hồ niệm. Ngồi kinh đó rồi vẫn liền ở trong đại chúng ngồi sẽ ban nhâm vào căn chánh định vô lượng nghĩa sư thân và tâm chánh đông. Khi ấy trời mưa hoa mạng đà la hoa ma mạng đà la hoa mạng thù xa cùng hoa ma mạng thù xa để đại trên đấng Phật và hàng đại chúng mà coi nữ và sao điêu vang đồng lùng đó trong hôi hàng. Tỳ kheo ni cần sư nam cần sư nữ, trời rồng già xóa càng tháng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân cùng các vị tiểu vương các vị chuyên luân thánh vương vân vân. Đại chúng đó đường điều chưa từng có mừng rỡ chấm tay mong lòng nhìn phần. Bây giờ đừng nhớ lại từ tướng lông trăng trăng giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nương ở phương đông như nay đường thấy ở cõi phần đây di lặng nên biến. Khi đó trong hồi có hai mươi ức Bồ Tát thưa muộn nghe ba ca về Bồ Tát ấy thay hành sang chiều cấm ca cõi phần đường điều chưa từng có đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phong ánh sáng nay kỳ ấy có vị Bồ Tát nhiều diệu quang có tám trăm người đệ tử. Bây giờ đứng Phật nhờ nguyện đăng minh từ trong chính định mà dạy vì diệu quang Bồ Tát nói kinh đại thừa tên diệu phạm liên hoa gia Bồ Tát phạm phân xá hồ niệm trải qua sáu mươi tiểu kim chẳng rời chỗ ngồi. Lùng ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến sáu mươi tiểu kiếm thân tăng đều không lại đồng như nghe đức Phật nói pháp cho là như trong khoáng bữa ăn. Bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mòn. Đừng phàm nhà nguyện đăng minh trong sáu mươi tiểu kim nói kinh đó rồi liền ở trong chúng ma
Phàm Sa Môn Bà La Môn và trời người A Tu La mà tuyên rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Khi đó có vị Bồ Tát Tăng Đấng Tạng Đa Phương nhờ nguyện đăng minh liền thọ ký cho bảo các tỳ kheo rằng ông Đức Tăng Bồ Tát nay kể đây sẽ thành phần hiệu là tinh thần Như Lai ứng cung chính đàng chánh danh. Đừng Phật thọ ký không vào nửa đêm bên nhằm vô dư bằng sau khi Đức Quang Diệu Độ Diệu Quang Bồ Tát kỳ kinh Diệu Pháp Liên Hoa trại 80 tiểu kiếm vì người mà diễn nói 8 người con của Phật nhận nguyện đăng minh đều học với ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thường. Chánh đàng chánh giác các vị vương từ đó cũng dạng vô lượng trăm nghìn muôn ứng đơ phân đều thành đồng đạo vì thành phân rõ sao hết hiểu là nhiên đang trong hàng tháng trăm người đệ tử có một người tên cầu danh người này tham ưa danh lời. Dẫu cùng đồng tùng các kinh mà chẳng thuộc rằng phần nhiều quên mang nên gọi là cầu danh người này cũng do có trọng các nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ước đứng phần mà cũng vàng cũng kính tôn trọng khen ngợi. Vì là nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào là chính là ta đây còn cầu danh Bồ Tát là ngài đây nay thấy điềm lành này cùng với xưa công khác cho nên ta sẽ nghĩ hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa. Dạo Bồ Tát Phá Phong Sao Hô Niệm bây giờ Ngài Văn Thủ Sư Lại Bồ Tát ở trong đời chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ thua quá khứ vô lượng vô số kiếp có Phật nhân chúng con. Hiểu nhờ nguyện đăng minh được Thế Tôn nói Pháp độ vô lượng chúng sinh vô số cả Bồ Tát kiến vào trí tuệ Phật khi Phật chưa xuất gia có sanh tám vương tử thấy đại tăng xuất gia. Cũng theo Tô Phạm Hành Phật nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa ở trong hàng đại chúng mà vì rộng to bài Phật nói kinh này rồi liền ở trong pháp tòa xem bằng nhầm chính định. Tên vô lượng nghĩa thứ trời rơi hoa mang đà trong trời tự nhiên vang các trời rồng quý thần cũng vàng đấng nhân tôn tất cả ca cõi phần từng thời vang đồng lớn Phật phóng sang giữa mài hiền các việt y hương. Anh sàng chiêu phương đông muôn tám nghìn coi phân bài sanh tự nghiệp mau của tất cả chúng sanh lại thầy các coi phân cùng cả bao trang nghiêm màu lưu ly phá lê đây bởi Phật quang soi lại thấy những trời người rồng thần chúng già con. Càng thà cận na la đều cung dâng phận mình lại thấy cá Như Lai tự nhiên thành phận đạo màu thân như núi vàng đoan nghiêm rất đẹp màu như trong lưu ly sành hiện ra tượng chân kim Thế Tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa thâm diệu. Mỗi mỗi ca coi và chúng thanh văn vô số nhân Phật quán soi sáng đều thầy đại chúng kia hoàng coi các tỳ kheo
trong núi rừng tinh tấn giữ tình giới, dường như gìn châu sáng lại thay các Bồ Tát. Bồ Thí Nhân nhường thải số đông như hàng xa đây, bởi sáng phần soi lại thấy hàng Bồ Tát sâu vào các thuyền định thân tâm lặng chẳng động để cầu đạo vô thương, lại thấy các Bồ Tát rồi tương hoa tinh về đều ở tại nương minh nói pháp cầu Phật đạo. Bây giờ bốn bộ chúng thấy phân nhờ nguyện đang hiến sức thần thông lớn, tâm kia đều vui mừng mỗi người tự hỏi nhau: việc này nhân duyên gì đấng của trời người ta vừa từ chánh định dạy khen nhiều quan Bồ Tát ông là mắng của đời. Mọi người đều tin về hay vâng giữ tăng pháp như pháp của ta nói, chỉ ông chân biết được đứng phần đã ngợi khen. Cho diệu quan vui mừng liền nói kinh pháp hoa trài sáu mươi tiêu kiếp chẳng rời chỗ ngồi ấy. Ngài diệu quan pháp sư trọn đều hay thú trì pháp thượng diệu của Phật. Phật nói kinh pháp hoa cho chúng vui mừng rồi liền chính trong ngày đó bao hàng chúng trời người ca pháp nghĩa thần tướng đã vì cản ông nói ngày ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn phải mong lòng tinh tấn rời cản trở buông lung. Cả hoàng răng có gầm ứng kim đưa một lần, cả con của phần thải nghe phần xâm nhầm dìa phải đều lòng buồn có phần sao gấp dìa vậy. Đấng thánh chúa pháp vương an ủi vô lượng chung đều lòng ta diễn đồ các ông chớ lo sợ. Đức Tăng Bồ Tát đây tâm đã được thông thấu nơi vô lậu thì tương kế đây sẽ thành phận tên hiệu là tinh thân cũng độ vô lượng chúng đến đó phần diễn đồn. Như củi hên lửa tán chia phân cà phá lợi mà thấy vô lượng pháp tỳ kheo ni số đông như hàng xa lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng diệu quang pháp thư ấy vâng giữ Phật pháp tàng. Trong tám mươi tiểu kiếp rộng nói kinh pháp hoa tám vị vương tử đó đường nhiều quán dạy ba vững bền đạo vô thương sẽ thay vô số phận cúng dường các phận xong thuận theo tu đại đạo. Nói nhau đặng thành và chuyện cứ thua ký nhau đặng phần rốn sao cả hiểu là phần nhiên đắng đạo sư của thiên tiên đồ thoát vô lượng chúng diệu quang pháp sư đó có ngược người đệ tử. Thâm thường cứ biên chế tham nơi danh lợi cầu danh lợi không nhắm thường những nhà sang giàu đời bỏ việc tung hợp bỏ quên công thông thuộc bởi vì nhân viên ấy nên gọi là cầu danh cũng tu cá nghiệm lành. Được thay vô số vợ cung dạng cá đứng phân thuần theo tu đại đạo đủ sáu ba la mật nay gặp đấng Thích Ca sau đây sẽ thành phần hiểu rằng Phật Di Lặc. Trong đồ hàng chúng sanh số đông đến vô lượng sao phân kia duyên đồ lười biên đó là ngài còn nhiều quan pháp xưa nay thời chính là ta. Ta thấy phần đăng minh điềm sang trước như thế cho nên biết rằng nay Phật muốn nói pháp hoa tướng này như điềm chứa là phương tiện của Phật. Nay Phật không
sanh sang dâm bài nghĩa tìa thương các người nay nâng bia chấp tay mong lòng trần. Phần sẽ rơi nửa quán đầy đủ người cầu đạo các người cầu ba thừa nếu có cho nghi hối phần sẽ giúp trừ cho kiến hết không còn thừa. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phương tiện thứ hai lúc bấy giờ đứng thế tôn từ chánh định an lành mà dạy báo ngài xá lợi có trí tuệ của ca đức phật rằng sâu vô lượng môn trí tuệ đó khó hiểu khó vào tất cả hàng thanh văn cùng bình Phật đều không biết được vì sao Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ứng vô số ca đức Phật. Trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật giống mạnh tinh tấn danh tốt đồng thân tròn năng pháp rất sâu chưa từng có theo thời nghi mà nói pháp ý thu khó hiểu. Trả lời Phật từ ta thân Phật đến nay càng muốn nhân duyên các môn thí dụ rộng nói ngôn giáo dùng vô số phương tiện diệu dẫn chúng sanh làm cho ta lìa lòng chấm vì sao đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện. Tri kiến và ba la mật tha lời phân tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa đức vô lượng vô ngài lực vô sở uy thuyền định giải thoát tám mũi đều sâu vào không ngần mẻ tròn nên tất cả pháp chưa từng có. Trả lời Phật Như Lai hay các món phân biệt kêu nói các pháp lời lẽ em dịu vui đem lòng chúng xa lời phân toán yếu mà nói đó vô lượng vô biên pháp vì tăng hữu đức phần phải đều tròn nên. Thôi xa lời pháp chẳng cần nói nữa vì sao vì pháp có hiệu in có thứ nhất mà phần tròn nên đó chỉ có phần cùng phần mới có thể thấu tột tướng chân thần của các pháp. Nghĩa là các pháp tướng như vậy tánh như vậy thể như vậy lực như vậy tác như vậy nhân như vậy duyên như vậy quả như vậy bao như vậy trường sao rốn như vậy. Bây giờ đừng thế tôn muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói bài kể rằng đấng thế hùng có lượng cán trời cùng người đời tất cả loài chúng sanh không ai hiểu đường phật trí lực vô sở uy giải thoát ca tham mười ca pháp ca của Phật không ai so lường được vốn từ vô số phận đầy đủ tu căn đạo pháp nhiệm màu rất sâu khó thấy khó rõ được trong vô lượng ứng kiếp tu các đạo đó rồi. Đạo tràng được chứng qua ta đều đã thấy biết qua bao lớn như vậy các món tình tương nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được viện đó pháp đó không chỉ được văn bạc tương nói năng. Các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được trừ các chúng Bồ Tát người rất tín bền chặt các hàng đệ tử Phật từng cúng dàn các Phật tất cả lầu đà hán. Trụ thân rốt nào này các hạng người vậy thời dân họ không kham được
tướng già chớ đầy thế gian đều như xa lời phấn cùng suy chúng so lường chẳng lường được phấn khi chính sự cấp mười phương. Đều như xa lời phấn và các đệ tử ca cũng đầy mười phương cõi cùng suy chúng so lường cũng lại chẳng biết được bậc duyên gia ký lành vô lậu thân rốt sao cũng đầy mười phương cõi số đông như rừng tre. Hàng này chúng mong lòng sống vô lượng ân kiếp muôn phép phận thần chỉ chẳng biết đưa chúng phần Bồ Tát mới phá tâm cũng dạng vô số phần rõ thấu các nghĩa thu lại hay kheo nói pháp. Như lúa mẹ trẻ lao đông đầy mười phương cõi mong lòng dùng trí màu trái cho kim hàng xa thấy đều chung thủy lượng chẳng biết đường trí phần hàng bằng thôi Bồ Tát số đông như hàng xa. Một lòng chúng tri cao cùng lại chẳng hiểu đường lại bao xa lời phong pháp nhìn màu rắn sâu vô lậu có nghi bàn nay ta đã đường đủ chỉ ta biết tương đó mười phương và cũng vài xa lời Phật phải biết lời phân nói không khang. Với pháp của Phật nói nên xin chân tin chẳng pháp của Phật lâu sao cần phải nói chân thật bảo các chúng thành văn cùng người cầu duyên giác ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phần dùng sơ phương tiện dạy cho ba thừa gia chúng sinh nơi nơi chớm dần đó khiến ra khỏi khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lầu tân a la ngài a nhã kiều trần như vân vân 1200 người và các tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cung cần sự nữ hàng người vãn tăng thanh văn duyên gia đều nghĩ rằng hôm nay đức phật ca chi lại ân cần người khen phương tiện mà nói thế này cấp pháp của phần chứng rắn sâu khó hiểu tất cả hàng thanh văn cùng duyên gia không thể đến được đức phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn. Mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu lòng ấy ngài xa lời phân biến lòng nghi của bốn chúng chính mình cũng chưa rõ liền bạch phân rằng thưa thế tôn nhân gì duyên gì mà phật ân cần khen ngợi pháp phương tiền thứ nhất nhiễm màu. Rất sâu khó hiểu của ca đơn và con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng y cuối xin Đức Thế Tôn bài nói việc đó cớ gì mà đừng Thế Tôn ân cần khen ngợi. Pháp nhìn màu rắn sâu khó hiểu khi đó ngài xa lời phong muôn tuyến lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này tự nói pháp mình chứng lực vô ý tam mùi. Thuyền định giải thoát hay đều chẳng nghĩ bàn được pháp chân nơi đạo tràng không ai hỏi đến được ý con có liền được cũng không ai hay hỏi không hỏi mà tự nói khiến người đau mình làm. Càng đứng phần chân đưa trí tuệ rất nhiệm mạo hàng vô lậu la
trời đồng quỷ thần. Và càng tha ba thải ngó nhau cứu lòng nghĩ nhìn trong đông cúng tôn viện đó là thế nào kinh Phật vì dạy cho trong ca chúng thanh văn Phật nói con hạng nhân nay con nơi trí mình nghi lầm không rõ đường. Vì là phán rô ha vì là đạo Phật làm con tư miệng Phật sáng chăm tay nhìn trong chờ xin ban kiến nhiễm máu liền vì nói như thần các trời đông thần thái số đông như hành xa Bồ Tát cầu thành Phật. Số nhiều có tám muôn lại những muôn cả nước mua chuyển luân vương lên đều lòng kinh chắc mà tai muôn nghe đào đầy đủ khi đó đưa Phật báo ngài xa lời pháp thôi tôi chẳng nên nói nữa nếu nói việc đó tất cả trong đời. Các trời và người đều sẽ kính sợ nghi ngờ ngài xa lời Phật lại bằng phần rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó vì sao trong hồi đây có vô số trăm nghìn muôn ứng tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp cả Đức Phật. Các căn mạnh lệ trí tuệ sáng số được nghe Phật dạy chắc có thể kinh tin lúc ấy ngài xa lời Phật muôn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng đấng pháp vương vô thượng xin nói nguyện đừng lo. Vô lượng chúng hồi đây có người hay kính tin đừng phần lại ngăn xa lời Phật nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người A-tu-la đều sẽ kinh nghi tỳ kheo tăng thường mạng sẽ phải xa vào âm lân. Khi đó đừng Thế Tôn lại nói kể rằng thôi thôi chẳng nói pháp ta nhiều khó nghĩ những kẻ tăng thương mà nghe ác không kính tin lung ấy ngài xa lời phấn bành Phật rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó nay trong hội này hàng người sang bằng con có trăm nghìn muôn ức đời đời đã từng theo Phật học hỏi những người như thế chắc hay kinh tin lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài xa lời Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng đấng vô thượng lượng túc xin nói pháp đệ nhất con là trưởng tử và xin thương phân biệt nói vô lượng chúng hồi đây. Hay kính tin pháp này đời đời Phật đã từng giao hòa chúng như thế đều một lòng chăm tay muốn nghe lắm lời và chúng có nghìn hai trăm cùng nạn cầu Phật no nguyện phẩm vì chúng này. Cuối xin phân biệt nói chúng đây nghe pháp mấy thời xin lòng vui mừng bây giờ đừng Thế Tôn bao ngày xa lời Phật ông đã ân cần ba phen thứ thỉnh đâu được chẳng nói ông nay lòng nghe khéo suy nghĩ nhớ đoan. Ta sẽ về ông phân biệt nhảy nói khi đứng Phật nói lời đó trong hồi có cá tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ ca thái năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về vì sao? Vì bọn người này không tội sao năng cùng tăng thương mạng chưa được mà nói đã được chưa chứng mà cho đã chứng có lỗi dường ấy cho nên công
ở lại đừng Thế Tôn yên lặng không ngăn cản. Bây giờ đừng quấn báo ngài xa lời phân. Trong chúng ta đây không còn cảnh lá răng có hạt chăng. Xa lời phân những gã tăng thường mạng như vậy lui về cũng là có công. Nay nên khéo nghe ta sẽ vì ông mà nói ngài xa lời phất bánh rằng. Phân thưa Thế Tôn con nguyện ưa muốn nghe đừng Phật báo ngài xa lời có pháp màu như thế ca đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói đó như hoa linh thoại đến thời tiếng mới hiện muôn lần. Xa lời phân các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng. Xa lời Phật ca đứng Phật theo thời nghi nói pháp y thú khó hiểu vì sao ta dùng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thi vô nhiễm ca pha pháp mà đó không phải là suy lương phân biệt mà có thể hiểu. Chỉ có các đức Phật mới biết được đó vì sao ca đức Phật Thế Tôn. Chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời xa lời Phật sao nói rằng ca đức Phật Thế Tôn. Chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời ca đức Phật Thế Tôn. Vì muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xa lời Phật đó là các đấng Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đừng Phật bao xa lời Phật các đấng Phật Như là chỉ giáo hóa Bồ Tát những điều làm ra thường vì một việc chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sinh tỏ ngộ thôi. Xa lời Phật đức Như Lai chỉ dùng một Phật thường mà vì chúng sinh nói pháp không có ca thừa hoặc hai hoặc ba ca. Xa lời Phật pháp của tất cả ca đơn Phật ở mười phương cũng như thế. Xa lời Phật thua quá khứ ca đơn Phật dùng vô lượng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thi vô mà vì chúng sinh duyên nói các pháp phi phạm đó đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe pháp rô ráo đều được chứng nhân thiên chủng tri. Xa lời Phật thua vì lai ca đứng Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thí dù mà vì chúng sinh duyên nói càng phân. Vì pháp ấy đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp rô ráo đều đưa chân thiết chung chi. Xa lời Phật hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương. Các đương Phật Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh ca đức Phật đó cũng dung vô lượng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh nói càng pháp. Vì pháp đó đều là một phần thừa ca chúng sinh ấy theo Phật nghe pháp rồi ráo
đều được chứng nhất thiết chủng trị ta lợi Phật ca đấng phần đo chi giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem trí kiến phần mà chỉ cho chúng sanh. Vì muốn đem tri kiến phần cho chúng sinh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sinh chứng vào tri kiến Phật vậy xa lời phần này ta cũng lại như thế do biết cả chúng sinh có những điều ưa muốn. Thân tâm mê chấm ta tùy theo bản tánh kia dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dù cùng trước phương tiện mà vì đó nói pháp ta lời văn như thế đều vì để chứng được một phần thừa những tiếng chúng trí. Xa lời văn trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa hà hùng có ba tả lời văn ca đức Phật hiện ra trong đời ác năm trường nghĩa là kiếp trước phiền não trước chúng sinh trường kiên trường mệnh trường như thế xa lời văn lúc kiếp loạn trược chúng sinh nhớ đằng bọn thiền tham lam ganh ghét tròn nên cái căn chẳng làm cho nên ca đức văn dùng chư phương tiền nơi món phần thừa phân biệt nói thành ban. Trả lời văn nêu đệ tử ta tự cho mình là lãng cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của cá đơn phần như là chỉ giáo hóa Bồ Tát người này chẳng phải đệ tử phần. Chẳng phải a la hán, chẳng phải duyên giác lại nữa xa lời phá cản tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được a la hán là thân rốt sao niết bàn bèn chẳng là chỉ quyết cầu đạo vô thượng chính đàng chân văn. Nên biết bọn đó là kẻ tăng thương mang vì sao nếu có tỳ kheo thần chân quá là hắn mà không tin pháp này quý không có lẽ ấy trừ sau khi phần diệt độ hiện tiền không phận vì sao sau kia phần diệt đồng. Những kinh như thế người hay thọ trì đọc tùng hiểu nghĩa rằng khó có được nếu gặp đừng phận khác ở trong pháp này bèn được hiểu rõ xa lời Phật các ông nên mong lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Lời ca đưa Phật như lai nói không hư vọng không có thừa nào ca chỉ có một phần thừa thôi khi ấy đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng tỳ kheo ni cứu lòng tăng thương màng cần trở nam ngã màng cần trở nữ chẳng tin hàng bôn chúng như thế số kia có năm nghìn chẳng tự thấy lỗi mình nơi giới có thiếu số tiếng giữ tội quấy mình. Thì nhờ đó đã ra bọn cam tâm trong chúng quy đức phần phải đi gã đó kèm phước đức chẳng cam lãnh pháp này chúng nay không cần là chỉ có những hồn chăng xá lời phật kêu nghe. Pháp của các phần được vô lượng sanh phương tiện mà vì chúng sinh nói tâm của chúng sinh nghĩ các món đạo ra làm bao nhiêu những tánh vô nghiêm lành giữ đời trước Phật biết hơn thế rồi. Dùng các duyên thủy dù lời lẽ chứng phương tiện khiến tất cả vui mừng hoặc là nói thế kinh khổ khởi cùng bốn sự bốn sinh đi tăng hữu cũng nói những nhân duyên thủy dù và trùng tung.
luận nghi công chính kinh căn đồng ưa pháp nhỏ tham chấp nơi sinh tử nơi vô lượng đừng phàm chẳng tu đạo sâu màu bị ca khô não loạn vì nó nói niên bàn ta bài phương tiện đó khiến đeo vào tuệ phần. Chưa từng nói các ông sẽ được thành hoặc đạo sơ dĩ chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa chính bộ pháp của ta thuận theo chúng sanh nói. Vào đại thừa làm gốc nên mời nói kinh này có phần tử tâm tình em nhiều cũng căn lời nơi vô lượng các phẩm mà tu đạo sâu màu vì hàng phân tử này nói kinh đại thừa đây. Ta ghi cho người đó đời sau thân phân đạo bởi thâm tâm niệm Phật cố trì tình giới vậy hạng này nghe thành Phật rất mừng đầy khắp minh Phật biết tâm của kia nên vì nói đại thường. Thanh văn hoàn Bồ Tát nghe ta nói pháp ra nhận đến một bài kệ đều thành Phật không nghĩ trong cõi Phật mười phương chỉ có một cửa pháp không hai cũng không ba trừ Phật phương tiện nói. Chỉ dùng danh từ giả dân dân ca chúng sanh vì nói trí tuệ Phật ca Phật đã nơi đời chỉ một việc này thật thay thứ chẳng phải chân tròn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sinh Phật tự trụ đại thường. Như hoa của mình được định huệ lực trang nghiêm dùng đầy đồ chúng sanh từ chứng đạo vô thường phàm bình đẳng đại thừa nếu dùng tiểu thừa độ nhân đến nơi một người trời ta đọa chân tham. Việc ấy ta không được nếu người tin về Phật như là chẳng dối gà cũng không lòng tham ghen với cả trong ca pháp nên phần ở mười phương mà riêng không chỗ sợ ta dùng tướng trang nghiêm. Ánh sáng soi trong đời đấng vô lượng chúng trọng vì nói thật tướng ân xả lại phần anh biết ta vốn lãnh thề nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác như ta xưa đã nguyện. Này đã đầy đủ rồi đồ tất cả chúng sanh đều kiến vào phần đạo nếu ta gặp chúng sanh dùng phần đạo dạy cả kẻ vô tri rối sai mê làm không nhận lời ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu cõi lành. Chăm chàng ai ngũ dụng vì chi ái sinh cổ bởi nhân duyên càng dụng xa và ba đường giữ xoay lăn trong sao nếu chịu đủ những khổ động thân mọn thủ bào tái đời đời tăng trưởng luôn. Người đơn mong in vừa các trừ khổ bước ngắn vào rừng rậm ta kiên hoàng chấm có chấp không nương ra căn chấp này đầy đủ 62 chấp chờ khoám hư vọng bền nhân không bỏ đường. Ngã mạng từ quê cao vua nịnh lòng không thờ trong nghìn muôn ư kiếp chẳng nghe danh từ Phật cũng chẳng nghe chính pháp người như thế có đồ cho nên trả lời vẫn ca vì bài phương tiện nói các đạo dân khổ chỉ cho đó niết bàn ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thần diệt các pháp từ bản lai tướng thường tứ vắng lặng. Phần tử hành đạo rồi đời sao được thành Phật ta có chứng phương tiện mở bài khấm ba thừa tăng ca các thế tôn đều nói đạo nhất thừa nay trong đại chúng này.
đều nan trừ nghi lầm lời Phật nói không khác chỉ một không hai thừa vô số kim đã qua vô lượng vân diện độ trăm nghìn muôn ức phần số nhiều không lương được ca thế tôn như thế các món duyên thì dù vô số ức phương tiền diện nói ca phàm tướng ca đừng thế tôn đó đều nói pháp nhất thường đồ vô lượng chúng sinh kiên vào nơi phần đạo lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian trời người loài quần sanh thâm tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện khác chúng bài nghề để nhân nếu có loài chúng sanh gầm ca phần qua cứ hoặc nghe pháp bồ thí hoàn trì giới nhận nhục tinh tấn thuyền trí tài các món tu phước toàn những người như thế đó đều đà thành phân đạo sao ca phân diện đồ nếu người lòng lành nhiều ca chúng sinh như thế đều đã thành phần đạo các vận diễn độ rồi người cung gian trả lời những muôn ấn thư ta vàng bạc mà pha lê xa cừ cung mã não ngọc mái khôi lưu ly thanh tình rồng nghiêm trước cao dồi nơi ca pháp hoàng có dừng niêu đá chiên đàn và trầm thuế gỗ mà cùng vô khăn gần ngói bụng đăng tai hoàng ở trong đồng trong chưa đăng thành miếu phật nhận đến đồng tư dẫn nhôm ca thành tam phần những hàng người như thế đạo đã thành phấn đạo nếu như người về và phải dừng các hình tượng chạm trổ thành các tướng đều đã thành phần đa hoàng dùng bái báo làm thao đồng bạch đồng đó chắc nhóm cùng chỉ kém sang vô cùng với vùng hoàng dùng kéo sang ngoài nghiêm sức làm tướng phần những người như thế đó đều đã thành phần đã về vời làm tương quan trăm tương vướng trang nghiêm tư làm hoàn báo người đều đã thành phần đạo nhân đến đồng tử dân hoàng cỏ cây và bung hoàng lấy móng tay mình mà về làm tường quân những hàng người như thế lần lần chưa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành phần đạo chỉ dạy các bồ tát đồ thoát vô lượng chúng nếu người nơi tam miếu tường bảo và tường quê dùng hoa hương phan lòng lòng kính mà cúng dường hoằng khiến người thối nhàn đánh trong thôi trần áo tiêu đen cầm không hầu tì bà chấp chá đồng ca tiếng hay như thế đem dùng cúng dường hết hoàng người lòng vui mừng ca ngâm khen đức phật nhận đến một tiếng nhớ đều đã thành phần đạo nếu người lòng tán loạn nhận đến dùng một hoa cúng vàng nơi tương về lần thấy cá đứng và hoặc có người lễ lại hoặc lại chỉ chắp tay nhận đến giơ một tay hoặc lại hơi cúi đầu dùng đây cũng dàn tượng lần thay vô lượng phần tử thành đạo vô thường rộng đó chúng vô số và vô dư niên bàn như cúi ánh lửa tăng nếu lòng người tan loạn vào nơi trong tham miếu một chân nam mô phật đều đã thành phần đạo nơi các phần qua khứ tài thế hoằng diện đô có người nghe pháp này đều đã thành phần đạo ca thế tôn vì lai do nhiều không thế lượng ca đức như lai đó cùng phương tiện nói pháp ta cả các như lai dùng vô lượng
phương tiện đồ thoát ca chúng sanh vào trí vô lậu quần. Nếu có người nghe pháp không ai chẳng thành Phật, ca Phật vô thế nguyện ta tu hành phần đạo khắp muôn cho chúng sinh cũng đồng đường đau này. Ca phần đời vì lai giàu nói trăm nghìn ứng vô số ca pháp môn kỳ tịch vì nhất thường. Ca Phật hưởng tung con bìa pháp ba thường không tính giống Phật theo duyên sinh cho nên nói nhất thừa pháp đó trụ ngôi pháp tương thế gian thường còn nơi đạo tràng biết rồi đức Phật phương tiện nói. Hiện nay mười phương Phật của trời người cung dân có nhiều như hằng sa hiện ra nơi thế gian vì an ổn chung. Cùng nói pháp như thế bia văn bà thư nhân bởi dùng chứng phương tiện. Do bài các món đạo kỳ thực vì văn thừa bia các hành chúng sanh thâm tâm nó nghĩ nhờ nghiệp quen từ quá khứ tính dùng chứng tinh tấn và ca cánh lời đồn dùng các món nhân duyên. Ví dụ cùng lời lẽ tùy cơ phương tiện nói ta nay cùng như vậy vì an ổn chúng sinh dùng các món pháp môn ráo bài nơi phần đạo ta dùng chứng trí tuệ rõ tính dục chúng sinh phương tiện nói các pháp đều khiến đưa vui mừng xa lời phấn nên biết ta dùng mắng phần xem thấy sao đường chúng sinh nghèo cùng không phước tuệ vào đường im sinh tư khổ nói luôn công dứt sao tham nơi ngộ dụng như trâu màu men đuôi do tham mái tự che đuôi mù không thấy biết chân cò vẫn thế lớn cùng pháp chứng sự cổ sâu vào càng ta kiến lấy có muốn bỏ khổ phận vì chúng sanh này. Mặt